thì cũng xin phép các thổ công thổ địa hãy dẫn đường cho linh hồn đó đến được, hoặc truyền tải được. Và trong khi đang nói chuyện với Anna, chồng cô ấy cũng đến cùng. Hiện tại da gà nổi hết cả lên rồi. Vậy bây giờ chồng cô ấy ở đâu? Như thế nào? Ở phía sau lưng. Và tình trạng xuất hiện là xăm toàn thân, chỉ có mỗi quần và không có áo. Thưa quý vị khán giả, có lẽ quý vị đã từng nghe đến câu nói ma lực của việc thế mạng. Tôi tin rằng vài người sẽ tin, vài người thì không. Nếu có người chết, họ đồn đại rằng linh hồn muốn được đầu thai sẽ phải có thêm một người chết nữa và có cùng một đặc điểm giống nhau. Chương trình Người Thách Thức Ma ngày hôm nay là câu chuyện về một gia đình đi thuê một ngôi nhà để ở. Khi vào ở trong ngôi nhà này rồi thì bất ngờ là thường xuyên xảy ra việc cãi nhau. Thưa quý vị khán giả, và người chồng này dọa sẽ tự tử rất nhiều lần, cho đến khi bất ngờ là chuyện đó trở thành sự thật. Người vợ sau đó tìm hiểu được rằng, trước khi họ vào ở trong ngôi nhà này, thì ngôi nhà này từng có người tự tử giống như vậy. Nên cô ấy tin rằng, vong hồn của chồng cô ấy, có lẽ là người thế mạng của ngôi nhà này. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, chúng ta sẽ cùng trò chuyện trực tiếp với em An nhé. Trước hết thì anh Bóng và anh Tắc xin chia buồn với em. Em này, nói về người chồng đã mất của em, cậu ấy tên là gì? Tên Trệt. Trệt à? Tính cách cậu Trệt như thế nào? Anh ấy là người vui vẻ, tốt bụng, nhiều bạn bè. Anh ấy là thợ xăm nên anh ấy có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè. Cậu Trệt là thợ xăm đúng không? Vâng. Hai người hẹn hò được bao lâu rồi? Khoảng 2 năm. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? 28. Còn em? Em 29 tuổi. Em này, lý do nào em và Trệt lại thuê ngôi nhà này? Vì em muốn chuyển ra ở riêng với nhau, vì đã có một người con với nhau, nên muốn chuyển ra ngoài. Có gia đình riêng, nên em kiếm nhà cho thuê ở trên Facebook, nhà biệt thự ấy. Thì gặp ngôi nhà này. Nhà là nhà một tầng. Có một phòng ngủ. Là nhà lát đá hoa. Từ khi thấy ở trong hình là em đã hài lòng, muốn ở luôn rồi, giống như có cái gì đó chạm vào tim, rất muốn ở ngôi nhà này. Em này, sau khi chuyển vào ở trong ngôi nhà này rồi, việc sinh sống như thế nào? Cãi nhau thường xuyên. Phần lớn là chuyện ghen tuông, thường xuyên to tiếng với nhau. Anh ấy là người rất hay ghen tuông. Khi em dùng điện thoại, nếu nghiêng màn hình điện thoại lại không cho anh ấy thấy, anh ấy sẽ khó chịu. Tâm trạng bắt đầu tồi tệ, anh ấy từng nói với em rằng: anh xin em được không, khi dùng điện thoại, xoay màn hình lại cho anh thấy, để anh biết em đang nói chuyện với ai. Anh ấy tự hoang tưởng, trong khi điện thoại của em anh ấy thường lấy chơi và kiểm tra. Vậy trước đây cậu ấy có ghen tuông với em như vậy không? Vẫn luôn như vậy. Tụi em từng cãi nhau về chuyện ghen tuông này, ảnh tự suy diễn và nghĩ rằng em sẽ quay lại với người cũ. Anh ấy sợ chuyện sẽ thành ra như vậy. Anh ấy từng trêu tức em, ở ngôi nhà cũ mà chúng em từng ở với nhau. Ảnh phát trực tiếp trong nhà vệ sinh và có sợi dây phía sau, em thấy vì đang xem. Ngày hôm đó, em đã nghĩ, nếu ảnh làm thật, em sẽ phá cửa vào giúp, vì em đã từng giúp ảnh ấy tận 10 lần rồi. Đã theo để cắt rất nhiều dây đến mức em cảm thấy mệt mỏi. Anh ấy thường xuyên làm vậy. Cậu ấy làm vậy sao? Vâng, nhưng sẽ làm khi ở cùng em, để cho em thấy. Ví dụ như em đang ngủ, anh ấy sẽ leo lên ghế và cột dây sẵn. Rồi anh ấy nói rằng, này, để tao chết cho mày xem. Tao sẽ không chấp nhận đau lòng với chuyện tình yêu đâu, nhưng tao sẽ chấp nhận chết. Là người tự suy diễn và thích trêu tức nhưng sẽ trêu tức trước mặt em. Vâng. Em có sợ không khi thấy cậu ấy thích tự tử như vậy? Lúc đầu thì sợ, nhưng khi ở cùng nhau thì quen dần.
không sợ nữa. Chỉ sợ anh ấy sẽ chết hơn. Vậy em kể lại sự việc ngày hôm đó được không? Ngày mà mình phải mất đi chồng mãi mãi. Ngày 22 tháng 12, đó là ngày Chủ nhật. Chúng em cãi nhau khoảng 4 đến 5 tiếng. Ngày đó anh ấy lấy tiền của em đi, lấy hết tiền trong túi xách luôn. Tiền đó là tiền em cho con ăn cơm. Rồi anh ấy trở về nhà vào buổi tối. Em chửi ảnh, chửi là: mày không yêu tao sao? Chỉ yêu bản thân thôi sao? Ảnh nói: ai nói tao không yêu mày? Em lại nói: nếu mày yêu tao thì mày đã không cho tao nhìn. Rồi mày bỏ mặt không hỏi han gì. Đã ăn cơm chưa? Đang làm gì đó? Mày không quan tâm. Rồi mày biến mất đến giờ mới quay lại. Ảnh trả lời: mày không cần nói nhiều. Tao biết mày có người mới rồi. Mày không muốn tao ở nhà nữa. Mày muốn tao đi, tao sẽ đi cho mày xem. Anh ấy nói như vậy. Rồi em nói: tùy mày thôi. Muốn đi thì mày đi đi, tao không bắt buộc. Rồi anh ấy trèo ra sau nhà, biến mất khỏi tầm mắt của em luôn. Em cũng đóng cửa nhà lại và đi ra ngoài. Đi ra ngoài được khoảng 2 tiếng, đi cùng bạn. Rồi quay về thì thấy giày và túi xách anh ấy để đó. Rồi em đi vào mở cửa nhà, rồi tìm khắp nhà xem ảnh ở đâu vì thấy có giày ở nhà mà không thấy. Lúc này mới mở cửa phía sau nhà ra thì thấy ảnh treo cổ ở đó. Ảnh quay mặt về phía khác chứ không phải phía em. Em nghĩ rằng anh ấy không chết đâu, bởi vì người anh ấy vẫn còn ấm. Em có sờ thử, rồi em gọi người đến giúp đưa anh ấy xuống, rồi ôm anh ấy vào lòng và gọi, nhưng anh ấy không phản hồi. Từ sự việc đã xảy ra, có thể coi là đã gây ra sự chạnh lòng vô cùng lớn cho cô em khi phải mất đi cậu Triệt một cách đột ngột. Từ việc cậu ấy quyết định treo cổ tự tử, em nghĩ là chồng em chết như vậy vì điều gì? Lúc đầu em nghĩ đó là chuyện người thế mạng, bởi vì em cũng biết là giống như đã biết có người chết ở đó. Em đi hỏi điều em thắc mắc, bởi vì em nghĩ bị lừa. Em đi hỏi hàng xóm, hỏi chủ nhà, hỏi bạn bè. Họ nói rằng đúng là có người chết ở đó. Ba người rồi, chồng em là người thứ ba. Tức là ngôi nhà này, ngôi nhà cho thuê này đã có ba người chết rồi sao? Vâng. Người đầu tiên là phụ nữ uống thuốc tự tử. Người thứ hai là đàn ông treo cổ tự tử. Người thứ hai này nguyên nhân và cái chết, rồi thời điểm chết, tất cả đều giống với chồng em. Vậy khi nghe bạn nói ngôi nhà này từng có người chết, lúc đó bản thân em cảm thấy như thế nào? Giận dữ. Giận ma. Giận những hồn ma ở đó. Giận rằng tại sao lại đưa chồng em đi. Cảm xúc của em khi đó là như vậy. Giận họ, chửi họ. Em chửi họ quanh năm, mỗi ngày giống như người điên vậy. Em chửi họ rằng tại sao lại là chồng em, tại sao lại đưa chồng em đi. Việc mà em giận đó là tại sao người chết phải là chồng em. Em tin 90% rằng đó là chuyện thế mạng. Vì em thấy cái chết của chồng em giống những cái chết trước đây trong ngôi nhà này. Cảm xúc trước khi chết của họ giống nhau. Việc mà cậu Trệt quyết định tự tử, cô em tin rằng đó là do trước đây có người treo cổ tự tử ở đó, khiến cho cậu Trệt trở thành người thế mạng của ma. Nếu như vậy, em thử kể cho nghe xem sự việc mà nghĩ rằng Trệt vẫn còn ở trong nhà, nó gồm những sự việc gì? Phần lớn ảnh xuất hiện trong mơ và nói vẫn còn ở trong ngôi nhà đó. Và có bạn lái xe qua ngang nhà thì thấy ảnh gọi. Gọi bạn của anh ấy. Nếu là bạn hay người quen thì có người thấy ảnh ngồi phía sau nhà chỗ ảnh tự tử. Em chuyển ra khỏi ngôi nhà thuê đó lâu chưa? Vào ngày hỏa táng anh ấy, ngày đó em chuyển đi luôn. Vậy bây giờ em chuyển đi đâu? Ở khu vực cũng không quá xa với ngôi nhà đó. Không xa với ngôi nhà đó là bao? Vâng, không xa là bao. Em nghĩ hôm nay cậu ấy có theo không? Em luôn cảm thấy anh ấy ở bên. Và một điều nữa là em không yên lòng được. Em khao khát ảnh, chỉ tìm ảnh. Em luôn gọi tên anh ấy, đến mức người ta nói đừng gọi nữa, họ sẽ không đi đâu được. Rồi em trả lời họ là do em vẫn chưa muốn anh ấy siêu thoát. Việc em phải gọi anh ấy vậy, bởi vì em không muốn anh ấy ra đi như thế, nên em gọi tìm anh ấy. Luôn gọi anh ấy, làm gì cũng gọi, luôn nhớ nhung anh ấy. Khi em gọi thì gọi như thế nào? Đang làm gì đó, đang ở đâu đó, đến đây nhanh cùng đi ăn cơm với nhau. Giống như anh ấy vẫn còn sống bình thường, làm gì cũng rủ anh ấy. Khi đi ngồi ở đâu, nếu có ghế sẽ để dành cho anh ấy ngồi. Rồi nói đến nhanh, đến ăn cơm, rồi sẽ hỏi rằng, mày đến rồi phải không?
em vẫn nói chuyện với anh ấy như vậy. Vẫn nói chuyện như ảnh đang sống và đi cùng em mỗi khi đi đâu đó. Em có chuyện riêng tư gì muốn nói với cậu Triệt không? Nếu bây giờ Trệt đang ở đây. Đến đây đi, em không sợ đâu. Em muốn anh ấy hiểu được việc đang làm bây giờ. Việc nói rằng không yêu anh ấy. Nhìn xem một quá phụ, lái xe đến đây chỉ có một mình. Đến để làm gì nếu không phải là vì yêu? Em muốn anh ấy hiểu được rằng em yêu anh ấy nhiều đến mức nào. Là do anh ấy tự suy diễn. Mọi điều mà anh ấy đã nghĩ đều sai hết. Em rất lo lắng cho anh ấy. Em làm gì cũng đều vì anh ấy. Là do tự ảnh không hiểu được. Bây giờ cho dù có đau lòng cũng không quay lại được nữa. Em biết là anh ấy rất đau lòng. Vậy anh bóng xin hỏi luôn là hôm nay đến với chương trình Người Thách Thức Ma, trong phần giải quyết uẩn khúc tâm linh, em muốn chương trình giúp điều gì? Có lẽ anh ấy không đi đầu thai được đâu anh. Em sẽ làm gì để giúp ảnh từ tội nặng xuống nhẹ? Bởi vì việc em nghĩ chuyện người thế mạng có đúng hay không? Cùng mời cô Chen nhé, để cô ấy cho chúng ta lời khuyên. Xin mời cô Chen. Xem từ hình ảnh mà phía nhóm sản xuất đưa cho tôi, là ảnh của hai người. Người phụ nữ có tên là Anna, còn người đàn ông thì có tên là Triệt Sada. Người phụ nữ tôi cảm nhận được rằng cô Anna có số phận sẽ phải xa cách người mình yêu, phải chia lìa cái chết với người mình yêu. Cùng với tính cách của cô Anna thời thiếu niên, là người có sự quyến rũ, có nhiều người thích và đã từng làm cho người mình yêu đau lòng. Về phần ảnh của người đàn ông xăm mình, nhìn mắt của anh ấy rất buồn. Cảm nhận được qua ảnh rằng người đàn ông tên Triệt Xạ Đa này đã qua đời rồi. Linh hồn này vẫn còn hiện hữu bên cạnh cô Anna, giống như anh ấy yêu và ghen tuông, có liên kết với cô Anna. Bởi vì giống như cô Anna từng gọi tìm và luôn nói như kiểu mình luôn cảm thấy sai, giống như luôn nghĩ về cậu ấy, khiến cho linh hồn của cậu Trật Xà Đa vẫn còn lo lắng. Họ gọi là vẫn luôn hiện hữu bên cạnh cô Anna. Và cậu Triệt Xà Đa cảm nhận được qua ảnh chụp là người đàn ông có niềm đam mê với sự huyền bí của ma thuật trắng, từng sưu tầm các đồ khác nhau, thấy hình ảnh tương tự như bùa hình ống và tượng hình dương vật thần Shiva, là những đồ nổi tiếng, các loại xăm hình về bùa chú. Cậu ấy từng đến mức bị lên đồng nữa, có triệu chứng lên đồng là triệu chứng run, giống như có ma nhập trồi xuất, tâm trạng thất thường, lúc tốt lúc xấu, đôi khi nói gì đó mà mình không tự chủ được. Nhưng cô Anna có thể coi tính cách của người này là tốt. Số phận của cậu Trật Xạ Đa khi nhìn từ ảnh chụp là việc qua đời, có số phận phải chết bất đắc kỳ tử, và linh hồn vẫn chưa đầu thai, vẫn còn hiện hữu bên cạnh vợ, chờ xem vợ sẽ có ai đó không. Gọi là ghen tuông. Nếu cô Anna có ai đó thì sẽ có triệu chứng tương tự như bóng đè. Đây là hình ảnh mà đội ngũ sản xuất đưa cho tôi cảm nhận. Và tên của hai vị khách mời, thông tin chỉ có từng này thôi. Khi nhìn hình ảnh của cả hai vị, tôi cũng cảm nhận được rằng cô Anna chính là em phải không? Tôi xin hỏi một chút, em cứ trả lời theo sự thật nhé. Khi Anna ở thời thiếu niên, em là người có tính cách ngỗ nghịch, nóng nảy, có phải như vậy không? Đúng vậy, là người nóng nảy chưa từng nhượng bộ ai, chưa từng cúi đầu trước ai, dù chỉ một người, kể cả là bố mẹ. Cô Anna là người có nhiều vấn đề trong chuyện tình yêu. Tức là trước khi gặp người đàn ông này, em cũng từng có người yêu, nhưng em cũng từng đau khổ trong chuyện tình yêu rất nhiều lần.
phải vậy không? Đúng vậy, lúc đó hẹn hò với người yêu cũ, anh ấy là người luôn động viên em. Khi tôi xem ảnh chụp này, tôi cũng cảm nhận được là cậu Triệt Xạ Đa này đã qua đời rồi. Và thêm một chuyện khá bất ngờ là khi còn sống, cậu Triệt Xạ Đa này là người rất nóng nảy, dễ giận nhưng không dễ nguôi, là người nói năng mạnh bạo, muốn nói gì là nói luôn, và có vấn đề về chuyện to tiếng với Anna thường xuyên. Đôi khi giống như suy nghĩ không hợp nhau. Vâng. Đúng không? Thật vậy. Và cậu Trạch Xạ Đa từng có triệu chứng giống như ma nhập trồi xuất. Tôi dùng câu này có nghĩa là bản thân cậu ấy từng dùng bùa, họ gọi là xăm mình. Cậu ấy thích những đồ nổi tiếng, và đồ mà cảm nhận được qua ảnh chụp là Anna có biết không, rằng cậu Trạch Xạ Đa, cậu ấy thích các loại bùa hình ống và các loại tượng hình dương vật thần Shiva, bùa hộ mệnh, là những đồ nổi tiếng. Anna từng biết về chuyện này không? Không. Ở nhà thì không có, nhưng mà anh ấy là người xăm mình bùa chú. Anh ấy từng kể cho em nghe. Và từng có triệu chứng lên đồng nữa. Anna biết rõ. Tức là khi cậu ấy đi sự kiện nghi lễ các loại, anh bóng có biết việc lên đồng không? Tức là họ sẽ run. Lên đồng, nó sẽ run và không còn là chính mình. Họ gọi là mất nhận thức luôn. Anna từng thấy chồng có triệu chứng như thế này thường xuyên không? Thấy ạ, em là người khiến cho anh ấy dịu lại. Bằng cách nào? Nói chuyện nhẹ nhàng và nói ảnh hãy lấy lại nhận thức. Khi mà cậu ấy lên đồng hay sao? Em không chắc đó có phải không? Nhưng mà triệu chứng anh ấy giống như lời chị Trang nói. Và em sẽ nói với anh ấy rằng hãy lấy lại nhận thức. Bởi vì nhận thức là của mình. Cơ thể là của mình. Em luôn nói với anh ấy như vậy. Vậy khi lên đồng, thứ lỗi cho tôi, cậu ấy từng nói với Anna một cách thô tục phải không? Đúng vậy. Nói năng quá đáng đến mức Anna khóc luôn. Có sự việc nào mà cậu ấy nói với em một cách thô bạo khiến em cảm thấy rất quá đáng? Mày có người khác à? Con đờ. Chửi bố mẹ, kiểu như vậy. Chửi bố, chửi mẹ, chửi em, nói năng thô tục, mạnh bạo. Đúng vậy. Giống như sâu thẳm trong lòng muốn ly dị, chia tay với cậu Trạch Xạ Đa, nhưng đi đâu cũng không được. Giống như cậu Trạch Xạ Đa từng đe dọa Anna nữa. Ví dụ như nếu Anna trốn đi hoặc có người khác, cậu Triệt sẽ báo thù. Anh ấy thích mài dao. Mài dao, ba cây dao. Anh ấy nói rằng một cây của anh ấy, một cây của em và một cây của con. Ảnh nói sẽ giết em và con cùng ảnh mỗi người một dao. Anh bóng, vâng. Hiện tại, tôi cảm nhận được rằng tôi nổi da gà luôn đó, bởi vì trước khi vào trong trường quay Á Anh bóng, tôi đã đi vái ba thổ công ở công ty Quốc Phong. Và nói với ngài rằng nếu linh hồn nào đến kết nối với khách mời của chương trình giải quyết uẩn khúc tâm linh thì cũng xin phép các thổ công thổ địa hãy dẫn đường cho linh hồn đó đến được hoặc truyền tải được. Và trong khi đang nói chuyện với Anna, chồng cô ấy cũng đến cùng. Hiện tại da gà nổi hết cả lên rồi. Vậy bây giờ chồng cô ấy ở đâu? Như thế nào? Ở phía sau lưng. Và tình trạng xuất hiện là xăm toàn thân, chỉ có mỗi quần và không có áo. Là linh hồn chết bất đắc kỳ tử, và chết trước khi hết tuổi thọ. Tức họ nói tự tử là nghiệp nặng nhất, và linh hồn vẫn hiện hữu, thù hận, chờ để chăm sóc, trông coi Anna và con. Và vấn đề là cậu ấy lo lắng cho người con, rất lo lắng, rất thù hận, rất mạnh bạo. Linh hồn này rất mạnh bạo. Cậu ấy nói rằng tại sao không chăm sóc con, giống như bỏ rơi con vậy, để con ở với họ hàng anh em như thế. Hiện tại con ở với ai? Ở với họ hàng của chồng. Họ hàng của chồng? Vâng. Để cho họ chăm sóc.
Em để cho họ chăm sóc, em gửi sữa gửi bỉm, nhưng mà em không phải người trực tiếp nuôi nấng. Em không tự nuôi nấng, nhưng em gửi sữa gửi bỉm cho họ. Vâng, họ xin nuôi nó để thay thế cho bố nó. Vì con có khuôn mặt giống bố. Cậu ấy nói rằng em đó có người mới. Cậu ấy thấy và cậu ấy không muốn thấy. Và cậu ấy ghen với em. Không muốn cho em có chồng mới. Bởi vì bây giờ bắt đầu có người đến tán này nọ. Đúng, có người đến tán. Tức là linh hồn người này, phải nói về tính cách trước, cơ bản là người rất nóng nảy. Và rất dễ giận. Và không nuôi giận nhanh đâu. Giận dữ, thù hận và là người nói năng thô tục. Và mỗi lần mà Anna kiểu như nói chuyện trai trẻ, tức là người yêu mới, cậu ấy sẽ xuất hiện như muốn thông báo cho em sự hiện hữu của cậu ấy. Nhưng mà Anna lại không thể nhìn thấy, tức là chỉ có thể biết được qua trực giác rằng có chồng cô ấy ở bên cạnh. Biết à, muốn dính líu đến ai đều không được. Nếu có ai đến dính líu với em, gió sẽ thổi, điện sẽ tắt. Giống như để cho em biết rằng anh ấy đến. Và em sẽ nói rằng, biết là mày đến rồi đó, tao không nghĩ gì, không có gì với nhau đâu, đừng suy diễn nhé. Đến mức có một người anh gọi điện đến nói chuyện với em. Nhưng không có ý gì với nhau, anh ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe rồi hỏi có yên lòng chưa, chỉ thế thôi, mà anh ấy theo họ đến tận nhà luôn. Cậu ấy nói rằng cậu ấy rất giận dữ. Giống như lời anh ấy nói, em nghe được. Điều đó là thật. Em nghe thấy chồng mình nói những điều mà tôi truyền tải ấy hả? Nói như vậy trước đây lâu rồi, nhiều ngày rồi. Anh ấy đến nói bên tai em rằng, mày đừng có ai nhé, nếu mày có thì dừng lại ngay đi. Đừng để tao oán hận. Tôi nói thẳng nhé, rằng chồng bạn có cuộc đời lận đận. Nợ nần chồng chất nhiều đó. Anh ấy là trụ cột gia đình, anh ấy chịu trách nhiệm mọi việc trong nhà một mình. Anh ấy mệt mỏi rồi. Tiền nhà, tiền các thứ đều do một tay anh ấy gánh vác. Cậu ấy không muốn sống trên đời này nữa, bởi vì cậu ấy đau khổ quá. Vì một là do nợ nần, hai là do có những vấn đề riêng tư với em thường xuyên. Nên cậu ấy đã mất lý trí. Và cậu ấy đã từng tự tử như thế này trong kiếp trước rồi, nên nó gây ảnh hưởng đến kiếp này khi phải tự tử thêm lần nữa. Nhưng Anna đừng giận linh hồn nhé. Vì hai bạn vẫn còn quan tâm đến nhau. Tức là Anna vẫn đang còn giận vì cậu ấy tự tử đúng không? Đúng vậy, rất giận. Tại sao em lại giận? Giận vì ảnh đã bỏ em như vậy nên đã chửi ảnh. Em vẫn hận cậu ấy về chuyện cậu ấy tự làm hại bản thân mình. Làm cho linh hồn cảm nhận và hiểu được. Vâng, em nghĩ ảnh biết vì em chửi nhiều lắm. Rất nguy hiểm nhé, nếu bạn vẫn như vậy, nó sẽ trở thành căn bệnh chán nản. Vấn đề là em giận cậu ấy. Nên linh hồn không được thanh thản. Cậu ấy bồn chồn. Đến tìm Anna thường xuyên, rồi Anna cũng không được sống hạnh phúc. Giống như biểu hiện ma nhập rồi xuất, có đôi lần như người bị bóng đè. Nhiều lần. Anna bị như thế rất nhiều lần. Và đây là điều mà cô Chen cảm nhận được. Về linh hồn của cậu Triệt vẫn đang hiện hữu quanh An mọi lúc. Và cô Chen sẽ cảm nhận thêm được điều gì hay không? Cùng nhau theo dõi tiếp. Nhà này từng có người chết vì việc treo cổ hay không? Bởi vì chồng của An và người trước đó chết cùng đặc điểm như nhau. Nó là huyền bí thật hay không? Rằng nó là chuyện người thế mạng thật hay không? Cô ấy đang quan tâm đến chuyện này. Điều này là do tâm trí của chúng ta nghĩ vậy. Và ngôi nhà này, người ta gọi là có người thế mạng tiếp, nên bạn sợ đúng không? Nhưng mà những điều thấy từ hình ảnh và khi được gặp gỡ với Anna ngoài đời, tôi có thể nói luôn rằng điều đó không phải. Bởi vì người con trai này, người tên trệt xạ đa này, nếu em nghĩ người yêu mình là người tốt, tôi nói luôn rằng cậu ấy là người làm cho bố mẹ rất đau lòng. Đến mức bố mẹ phải khóc luôn. Và cậu ấy có cuộc sống lận đận mà người ta gọi là dù làm gì cũng không phát triển được, không thịnh vượng lên được. Nhưng mà tình cờ cũng có nguyên do mà người ta gọi là số phận hay nghiệp nợ. Nó cũng gây ảnh hưởng khiến ta phải đến ở trong ngôi nhà chỉ có toàn người chết bất đắc kỳ tử. Còn những người đã chết ở đó có thể vẫn đang còn ở đó. Nhưng mà nếu hỏi rằng là do linh hồn khiến cậu Trạch Xạ Đa chết phải không, thì nói luôn là không phải. Cậu ấy chết bởi vì do nghiệp báo của cậu ấy. Không liên quan đến ngôi nhà, không liên quan đến người thế mạng. Không có, linh hồn không làm như thế được.
nếu như vậy trong phần này, Chen nghĩ rằng sẽ giúp cậu triệt bằng cách nào? Anna chỉ làm mỗi công đức thôi là không được đâu, tâm bạn phải tha thứ. Cùng với sự bảo vệ che chở, rằng đừng giận chồng về việc cậu ấy đã tự tử. Rồi tiếp tục nói cậu ấy thế này thế nọ, cấm nghĩ vậy nhé. Khi làm công đức phải làm với mục đích thuần túy, là ta làm để cho họ có thể đi đến một nơi tốt đẹp. Để cho họ có thức ăn nước uống, họ gọi là lễ vật mà ta cúng dường, hay là lễ vật biếu cho đoàn tăng lữ, để cho họ đi đến một nơi tốt đẹp. Nếu tâm ta vẫn giận, vì tự hỏi tại sao họ làm như thế này như thế kia với ta, công đức mà bạn làm sẽ thành vô giá trị. Câu vô giá trị có nghĩa là, nó chỉ được phúc đức đôi chút, cho dù có làm nhiều đến đâu đi nữa. Thì tâm của Anna vẫn ngoại lệ, vẫn chưa thành điều thiện. Phải làm bằng điều thiện, bằng trái tim trong sáng, để cho linh hồn của cậu trệt xạ đa được đi đến nơi tốt đẹp. Và không còn lo lắng như thế này nữa. Phía chương trình Người Thách Thức Ma cũng mong cho linh hồn của cậu triệt tiêu tan được mọi lo lắng và được siêu thoát một cách nhanh chóng. Sau khi các bạn xem xong video này, có lẽ sẽ có một số bạn sẽ thầm nghĩ và đặt câu hỏi rằng nó có thật không? Hay đây chỉ là video dàn dựng mà thôi? Nhưng theo tôi, tùy vào niềm tin và tín ngưỡng tôn giáo mà các bạn đang theo, thì các bạn có thể có cái nhìn và phán đoán của riêng mình. Ở đây mình không cổ suý để các bạn mê tín nhé. Những đề tài video mà mình làm này là để cho các bạn có cái nhìn toàn vẹn và sâu sắc hơn về thế giới quyền bí. Vì có những thứ mà đến cả khoa học hiện đại ngày nay cũng chưa thể chứng minh được theo phương diện khoa học. Trong các video anh Lưu luôn nhắc nhở chúng ta rằng hãy sống có trách nhiệm với bản thân và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Xuyên làm việc thiện để tạo phước. Như vậy bạn sẽ nhận được phúc báo cho dù là ở kiếp này hay kiếp sau. Tránh làm điều xấu hại người, thì chúng ta sẽ tránh được việc tạo nghiệp. Một khi tránh được việc tạo nghiệp, thì sẽ không bị oan gia hoặc vướng vào vòng quay nhân quả luân hồi. Các bạn yêu mến anh Lưu và thấy kênh mình hay, ý nghĩa thì hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ team mình nhé. Đó là động lực để team của mình cố gắng hơn nữa, để tạo ra những video chất lượng hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh.